Nghị lực phi thường của cậu bé Tí Hon ở Quảng Ngãi. 13 tuổi nhưng cơ thể chỉ cao 1m, nặng 13 kg. Hàng ngày cậu bé Đinh Hoàng Khít ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cần mẫn đi bộ băng rừng vượt đèo dốc 4 km đến trường học tập. Mồ côi cha từ thuở lọt lòng, sau đó mẹ cũng rời làng mưu sinh tận Tây Nguyên. Nhiều năm qua, cậu bé Tí Hon Đinh Hoàng Khít nương tựa vào ông bà. Họ sống trong căn nhà truyền thống của đồng bào Hờ Rê trên quả đồi cao chót vót ở làng Bồ, thị trấn Si Lăng, huyện vùng cao Sơn Hà, Quảng Ngãi. Năm nay Khít tròn 13 tuổi nhưng chỉ cao 1m, nặng 13 kg, học lớp 4, trường tiểu học Di Lăng 2. Thể trạng nhỏ bé là vậy nhưng hàng ngày cậu học trò vẫn đều đặn đi bộ băng rừng vượt 4 km đèo dốc hiểm trở để đến trường học tập. Ông Cơ Tỉnh, ông ngoại bé Khít nhớ lại, cháu trai lọt lòng mẹ, bé nhỏ hệt như củ sắn còi cọc trên nương rẫy khoảng 800 g. Hàng ngày cậu bé Tí Hon thức dậy sớm đi bộ qua nhiều quả đồi và đường mòn, xuyên giữa rừng keo rậm rạp mất hơn 1 giờ mới kịp vào lớp đầu buổi sáng. Thầy giáo Phan Vũ Quang, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B trường tiểu học Di Lăng 2, hướng dẫn cậu học trò nhỏ làm bài tập môn tiếng Việt. Bé Khít cùng các bạn vỗ tay hát trong giờ học nhạc. Hơn 10 năm giảng dạy cho nhiều học sinh ở huyện miền núi Sơn Hà, trong số đó cậu học trò Tí Hon này đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Vượt lên số phận bất hạnh, mỗi ngày em đi bộ vượt đường xa đến trường học tập, hiếm khi nào nghỉ học hay trễ giờ. Em duy trì tinh thần say mê học tập, được như vậy thực sự là nghị lực phi thường, thầy Quang chia sẻ. Từ một cậu bé rụt rè nhút nhát, sau 4 năm học tập ở trường tiểu học Di Lăng 2, cậu học trò đặc biệt này đã trở nên tự tin, hòa nhập, vui chơi với bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ là một học sinh chăm ngoan, Khít còn là cầu thủ bóng đá nhanh nhẹn. Giờ tan trường của cậu học trò Tí Hon, cô giáo Võ Thị Thanh Thủy, hiệu phó trường tiểu học Di Lăng 2, cho hay, sau thời gian dài về làng vận động, tập thể giáo viên của trường đã thuyết phục được ông Đinh Cơ Tỉnh cho bé xuống núi học tập. 2 năm đầu bậc tiểu học, ông cho cháu trai ngồi gọn trong giỏ xe đạp phía trước đưa đến trường. Sang năm học lớp 3, lớp 4 thì bé tự đi bộ đến lớp. Theo cô giáo Thủy, thời điểm vào lớp 1, cậu bé chỉ cao 78 cm và nặng 8 kg. Cơ thể tong teo ngồi lọt thỏm trong giỏ xe đạp khiến nhiều giáo viên và học sinh ngạc nhiên. Qua theo dõi 4 năm học, cậu bé hòa nhập nhanh với bạn bè, thể hiện rõ niềm say mê học tập. Cậu bé lễ phép chào ông ngoại sau giờ tan học về nhà. Tuổi cao, sức yếu, giờ đây vợ, chồng ông Cơ Tỉnh chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp của chế độ chính sách thương binh, sống qua ngày và nuôi cháu ăn học. Thời điểm cháu ra đời, dân làng thấy cơ thể quá nhỏ bé nên bàn tán xôn xao, cho rằng điểm chẳng lành. Tủi thân buồn chán, cha mẹ cháu lần lượt rời làng để lại bé cho vợ chồng ông chăm sóc, nuôi nấng nhiều năm qua. Ông xót xa. Dù không còn sử dụng nữa nhưng ông Cơ Tỉnh vẫn giữ lại chiếc túi từng đưa tuổi thơ bé Tí Hon đi chơi khắp buôn làng như kỷ vật quý của đời mình. Thương cháu trai sớm chịu cảnh mồ côi, bà Đinh Thị Ninh vừa là bà ngoại, vừa vào vai là người mẹ, hiền chăm sóc nuôi nấng bé Khít. Kết thúc buổi học, với cậu bé Tí Hon hạnh phúc nhất là được tắm giữa nguồn nước suối mát lành ở buôn làng. Nhiều lần ôm cháu đến các bệnh viện khám sức khỏe, bác sĩ đều chung nhận định chưa phát hiện bệnh lý nào ở bé Khít. Nhiều khả năng nguyên nhân khiến cháu chậm phát triển như vậy là do rối loạn nhiễm sắc thể hoặc rối loạn nội tiết tố tăng trưởng ở tuyến yên. 13 tuổi nhưng bé Khít chỉ cao tương đương bằng bé gái 5 tuổi ở cùng làng. Theo hồ sơ tại địa phương, bé Khít đang hưởng chính sách nạn nhân ảnh hưởng di chứng chất độc da cam. Tròn 70 tuổi, ông Cơ Tỉnh đau đáu, âu lo một khi hai vợ chồng qua đời thì cháu trai tội nghiệp này không biết sẽ nương tựa vào đâu. 5 năm trước, các bác sĩ ghi nhận cậu bé Tí Hon này 9 tuổi nhưng chỉ cao 78 cm và nặng 8 kg. Các chuyên gia y tế phân tích bệnh suy giáp trạng bẩm sinh là bệnh nội tiết tố. Khi tuyến giáp của trẻ sơ sinh không sản xuất đủ hormone đáp ứng yêu cầu chuyển hóa và quá trình sinh trưởng của cơ thể. Cũng là một cậu bé Tí Hon. Bé 5 tuổi nhỏ như trẻ sơ sinh vì ông nội và ông ngoại là anh em.
Được sinh ra như bao đứa trẻ khác, nhưng các em không may mắn vì phải sống cùng bệnh tật và những hội chứng kỳ lạ hiếm gặp. Tuổi đời vẫn lớn lên từng ngày, nhưng thân hình và nhận thức thì vẫn mãi tí hon, khiến ai biết cũng xót xa thương cảm. Hai bé tí hon mắc hội chứng người lùn, đầu chim. Đây là hai trường hợp được Sở Y tế Quảng Ngãi mời chuyên gia hỗ trợ lập công trình nghiên cứu khoa học, kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp điều trị, tạo điều kiện cho hai bé tí hon này phát triển. Cụ thể, bé Đinh Văn Cửi tròn 5 tuổi nhưng chỉ nặng 3 kg, cao 50 cm, và Đinh Hoàng Khít 9 tuổi cũng trong tình trạng tương tự. Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, nhiều khả năng hai bé trai này mắc bệnh lý di truyền hiếm gặp, có thể liên quan đến nhiều gen. Sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, chăm sóc, xem đây như một công trình nghiên cứu khoa học. Trước đó, các chuyên gia y tế nhận định hai bé có thể mắc hội chứng Sjögren, hay còn gọi được sinh ra như bao đứa trẻ khác, nhưng các em không may mắn vì phải sống cùng bệnh tật và những hội chứng kỳ lạ hiếm gặp. Tuổi đời vẫn lớn lên từng ngày, nhưng thân hình và nhận thức thì vẫn mãi tí hon, khiến ai biết cũng xót xa thương cảm. Hai bé tí hon mắc hội chứng người lùn, đầu chim. Đây là hai trường hợp được Sở Y tế Quảng Ngãi mời chuyên gia hỗ trợ lập công trình nghiên cứu khoa học, kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp điều trị, tạo điều kiện cho hai bé tí hon này phát triển. Cụ thể, bé Đinh Văn Cơ Rể tròn 5 tuổi nhưng chỉ nặng 3 kg, cao 50 cm, và Đinh Hoàng Khít 9 tuổi cũng trong tình trạng tương tự, 78 cm và nặng 8 kg. Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, nhiều khả năng hai bé trai này mắc bệnh lý di truyền hiếm gặp. Sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, chăm sóc, xem đây như một công trình nghiên cứu khoa học. Trước đó, các chuyên gia y tế nhận định hai bé có thể mắc hội chứng người lùn đầu chim. Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18. Cơ Rể, ngụ thôn Gò Gia, xã Sơn Ba, chào đời trong môi trường quá cận huyết thống khi ông nội và ông ngoại của cháu là anh em. Còn Khít, ngụ thôn Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà, được sinh ra khi người cha đã gần 60 tuổi. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến hai em mãi mang thân hình tí hon khác người. Do cơ thể tí hon nên hàng ngày bé Cơ Rể thường nằm trong điệu vải của cha lúc lên nương rẫy hoặc dạo chơi khắp bản. Bé chưa biết nói, chỉ khóc cười, đi chập chững vài bước và trượt ngã. Bé Hoàng Khít khi chào đời cháu chỉ khoảng 800 g, suốt 9 năm qua ăn uống rất ít và chậm lớn. Theo gia đình, cháu học suốt 4 năm mẫu giáo rồi nhưng chưa thể lên học lớp 1. Cậu bé, người khỉ 14 tuổi nhưng chỉ cao 0,8 m, nặng 7 kg. Đó là trường hợp đáng thương của em Hứa Văn Huy ở xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù đã 14 tuổi nhưng chân tay, mắt, miệng, đầu của em đều bé tí, nhận thức hành động như trẻ mới lên 3, và đặc biệt em rất thích leo trèo nên có biệt danh là người khỉ. Theo mẹ của Huy, lúc cất tiếng khóc chào đời, em chỉ bé chưa bằng một hộp sữa, nặng chưa tới 4 lạng và cao chưa đến 30 cm, phải nằm trong lồng kính, ròng rã suốt 1 tháng trời. Các bác sĩ kết luận em bị suy dinh dưỡng bầu thai và teo não, thần kinh không ổn định, gương mặt méo mó. Dù đã chạy vậy vay mượn và bán hết tài sản trong nhà để đưa con đi khắp nơi chạy chữa, nhưng đến đâu mẹ Huy cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ. Thế rồi, đến nay, gần 15 năm qua em vẫn cứ bé tẹo như vậy, thân hình nhỏ xíu, chân tay teo tóp, dáng đi khập khiễng và khuôn mặt hốc hác, chỉ có 3 chiếc răng nhỏ tí, giọng nói khèn khẹt, ú ớ. Huy ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn được khoảng 2 muỗng cơm, nước phải bỏ trong chai mới uống. Nhưng mỗi ngày chỉ uống được 2-3 ngụm là cùng. Em rất dễ nổi nóng. Mỗi lúc lên cơn hay giận mẹ chuyện gì, Huy lại đập phá đồ đạc trong nhà, đập đầu xuống đất để ăn vạ, hay cắn chân tay đến chảy máu. Được biết, suốt mười mấy năm nay,
Cuộc sống của mẹ con bé Huy phụ thuộc vào số tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật ít ỏi cùng hai sào ruộng khoán. Chị Yến lại mắc bệnh thoái hóa cột sống, đi lại rất khó khăn nên không làm được việc nặng. Hơn một tháng nay, bữa ăn hàng ngày của hai mẹ con chỉ có cơm với rau dại. Bé gái 18 tháng, chỉ bé bằng trẻ sơ sinh mắc hội chứng người chim. Đó là bé Ngọc Thúy, dân tộc Ba Na, ở Đê Thung, Đắk Rông, Đắk Đoa, Gia Lai. 18 tháng tuổi, biết nói, biết đi, nhưng em chỉ cao được 55cm và nặng 3,6kg, bằng một trẻ sơ sinh. Các bác sĩ thăm khám trực tiếp cho biết chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như vậy. Mẹ Thúy cho biết, em không tăng cân từ 8 tháng tuổi, 12 tháng tuổi bé biết đi, 14 tháng tuổi biết nói, lượng thức ăn bé ăn mỗi bữa chỉ khoảng nửa chén cháo nhỏ. Cữ sữa nhiều nhất bé uống được là 30ml. May mắn Thúy vẫn phát triển, vận động như bao trẻ em cùng lứa tuổi. Được biết, Thúy được sinh non khi mới 28 tuần tuổi với cân nặng tròn 1kg, chỉ dài ước chừng 20cm, dài hơn lòng bàn tay một chút, và phải nằm viện 23 ngày mới được về nhà. Sau này em còn được phát hiện hậu môn bị lạc chỗ, nên đi đại tiện rất khó khăn, phải phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây các bác sĩ xác định bé bị chậm phát triển về thể chất và nhiều khả năng bị hội chứng người chim, một hiện tượng lạ trong y học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.